Tức là mình chơi tất cả 6 vị tướng này. Thằng nhóc bay như thánh, đúng rồi. Thánh ca S đây các em ạ. Anh em nào mà còn thấp máu thì thôi rồi. Xác định. Trừ khi có đồng đội bên cạnh thôi. Đi nào, đi nào, đi nào, đi nào, đi nào. Lên cái trang bị an toàn vậy. Simply divine. Ồ, cái tiếng nói của cái vị tướng này dị phết. Ra cái lượng mà dị. Đi vào down luôn kìa. Nội tại 4 tia. À không được. Sao đợt nào vào cũng cứ một ông bị làm sao thế nhỉ? Mình mà phi lên là ăn chắc luôn, nhưng mà có ID ở đấy mình không dám chơi. Không biết đây phải ID máy không hay là ID người đây. Chắc hẳn là người rồi. Ok, thanh niên ra vừa về nhà. Quá ghê luôn. Thanh niên kia chắc chắn là chưa biết chiêu thức của con tướng này nên mới bị bất ngờ như vậy. Ok, Jack ở đấy mà quản lý cái khung chat đi nhá. Ok, mình đang có Tulane ở đây mà trợ giúp đây. Ra đi ông ơi, sao ông đợi lâu vậy? Đợi cái ông Omen này hơi lâu một chút. Tiếc quá, mình tốc biến hơi nhanh, không thể ăn thua rồi. Căn sát thương chưa được chuẩn. Mình tưởng bằng đấy sát thương là ok rồi, nhưng mà không ngờ là không phải luôn. Mình còn thiếu một chút. Dụ đòn thôi mà. Oh, mắc. Anh mắc, tha cho em. Xém chết, cảm ơn đồng đội rất là nhiều. Không có đồng đội chắc lần này đi viện rồi. Kết bạn làm gì anh em, có ID là vào chơi mình thôi. Không cần phải kết bạn làm gì cả. Một. À, thế là thế nào nhỉ? À, tức là tích 2 lần ấy có thể di chuyển được à? Mình chưa hiểu cái cơ chế của cái chiêu 2 này cho lắm. Thì nhà tích càng lâu thì càng được nhảy nhiều hay sao ấy? Hồi chiêu khá nhanh. Mình phải cẩn thận một chút được. Mấy ông này lại biết ngay mà. Chưa gì là muốn chăm sóc mình rồi, nhưng mà mình chăm sóc lại luôn. Rất tiếc là bạn ấy có tâm tư muốn ăn thịt mình, nhưng tiếc là bị mình ăn thịt lại. Tiếc quá, Ali chạy hơi nhanh. Với lại pha đấy có lính, nếu không thì cái nội tại mình ăn thịt được hắn ta rồi. Cái nội tại tên là gì tôi không nhớ tên. Ơ, cái gì vậy? À,
bị cái thánh này bắt, tức là mình không không thể vận về nhà được chứ gì. Ôi giời ơi, tưởng gì. Cái động gì này, tôi đã tự hỏi là cái giáp ảo kia của thanh niên Mark là từ chiêu 2 hay là từ nội tại của hắn ta ta. Cái nội tại của mình nó sát thương hơi bị thấp anh em ạ, tôi căn sai. Tôi căn sai đấy. Pha đây là tôi tưởng là cái nội tại 6 tia của tôi, tức là cái nội tại đây, tức là cái nội tại lôi điện có thể ăn thịt được hắn ta luôn. 602 sát thương phép mà. Nhưng không ngờ cái giáp của thanh niên Mark kia nó dày như vậy. Tức là nếu mà mình bị thanh niên Mark nhắm vào ấy thì mình sẽ hiện lên ở trên đầu ấy. Hiện lên ở trên đầu luôn. Mấy thanh niên hình như đang nhắm vào mình thì sao đây. Cẩn thận mới được, Timmy nó kéo ghê lắm. Hay lắm. Bắt được luôn Timmy kìa. Timmy hình như là chưa kịp bật hồi sinh hay sao ấy. Timmy bị thanh niên Omen bắt lại, thành ra không chạy được. Mã trụ thần tốc. Oh. Ok, về thôi. Cố quá, quá cố bây giờ. Hay quá. Ok, để mà đợi mình lên một xíu đồ thêm là mình quẩy luôn, quẩy nhiệt tình luôn. Sao giấy, sao giấy. Ba lần anh em chưa, tôi tích được ba lần kìa, tôi tích được ba lần cái chiêu hai luôn. Ok, kích ở đây luôn này. Timmy kìa, một mạng, một mạng, một mạng. Đây là một cái giáp thiên thần đấy của Timmy. Tìm bạn đang muốn chơi chiến thuật đẩy lẻ. Cấu gì để chơi anh em. Ok, Mark tìm đối tượng hay ta. Đâu rồi? Ủa thanh niên chết rồi à? Chả chọn sai đối tượng rồi. Chọn đúng cái đối tượng không nên đụng vào. Đấy anh em chưa, ngắm vào là mình cho dù chạy đi đâu đều bắn được luôn này. Quan trọng nhất là cái thanh niên Omen kìa, cẩn thận. Hay lắm. Đậu anh em bảo kê cái, anh em bảo kê cái thằng Mark ra này, chết dở. Ôi giời. Các bạn, tôi sợ thằng Mark quá nên đánh cược pha này. Pha này tôi tính là thanh niên kia mà ra che cho tôi một cái thì hay, nhưng mà thanh niên không kịp che. Các bạn là pha đấy mà tôi chạy bộ về là cái thằng Mark lại ra quất ngay. Nên hơi ớn một chút. Pha biến về hơi bị sai lầm một chút. Đáng ra mình phải vào bụi này thì tránh được rồi.
hơi sơ suất, không sao. Liều ăn nhiều vậy. My power grows eternal. Bị xa đao hơi buồn một chút. Simply divine. Vị tướng này làm tôi hồi tưởng lại cái vị tướng gì nhỉ? Chiêu cuối này giống Kathin này, tức là xạ thủ Kathin. Ôi giời, cái gì đây? Hay quá, một pha bắt lẻ rất là kinh. Anh em biết chưa, mắc chiêu là tầm nó xa như thế nào đấy. Tiếc quá không hạ được hắn ta, phí thật. Mình là tưởng combo kia là đủ hạ chứ. Quá đau luôn này. Oh, căn sát thương rất là chuẩn luôn. Kịp hạ mình. Nhỏ thật. Toàn là tướng lạ thôi anh em ạ. Pha vừa rồi là mình hơi coi thường sát thương của thanh niên ra. Thực ra mình có thể đợi một chút xong mình mới chơi. Level mấy rồi ta? Lấy cái trượng này đi anh em ạ. Trượng này cho mạnh. Ok đi nào. Con này tên là Tulen. Nếu mà bên vương giả Vĩnh Diệu người ta hay gọi là Giang Cát Lượng. Kết thúc game đi anh em ơi. Kết thúc game đi. Đằng sau. Đấy anh em chưa, mẹ bắn kinh khủng luôn. Ôi đau thật. Thế nên cái lên max sát thương phép à? Phải không ta? Chuẩn luôn. Đau ghê gớm. Mẹ cái thanh niên la này hơi căng một chút anh em ạ, chắc là phải đẩy ba đường mất. Mấy thanh niên này thủ ghê quá. Quá đau luôn anh em ạ. Kết thúc nha. Ok, trận mới nào anh em. Trận mới nào. Chúng ta tiếp tục test thử cái vị tướng thứ 6. Để coi xem lần này vị tướng nào nhá. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi add gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.